chiều ngày 13 tháng 10 tại thôn Hoa Thị, xã Thọ Điền đã tổ chức hội nghị đối thoại người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân bốn thôn ở khu tái định cư Khe Ná Khe Gỗ. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Lê Thanh Yên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí thành viên tổ công tác của Ban Thường vụ huyện ủy chỉ đạo xã cùng một số phòng ban ngành liên quan. Tại hội nghị, xã Thảo Điền đã báo cáo đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và trả lời các ý kiến kiến nghị đề xuất của nhân dân gửi đến cấp ủy chính quyền trước hội nghị đối thoại, như các cấp các ngành cần có giải pháp quản lý, xử lý hệ thống nước sạch sinh hoạt cho người dân vùng tái định cư đảm bảo chất lượng, vì hiện nay trên khu vực đập lấy nước sạch có nhiều hộ dân chăn nuôi trâu bò, lợn gây ô nhiễm nên khi sử dụng sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xã cần có kế hoạch để hợp tác xã môi trường thu gom rác thải tại các thôn Ngân Móc, thôn Đăng, thôn Kiều, thôn Hoa Thị đề nghị cấp trên quan tâm cấp đất rừng đợt hai cho nhân dân sản xuất xử lý nghiêm dứt điểm các hộ trồng cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp đồng thời sớm cấp giấy quyền sử dụng đất rừng, đất vườn, đất sản xuất nông nghiệp cho nhân dân khu tái định cư khe ná, khe gỗ đề nghị làm rõ số tiền trước đây tạm thu để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân tại khu tái định cư hiện nay còn lại bao nhiêu nếu không cấp đủ đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì trả lại cho nhân dân đề nghị cấp trên cần có chính sách cấp đất có thu tiền không qua đấu giá cho con em khu tái định cư ra ở riêng và có các chính sách hỗ trợ đối với con em vùng tái định cư đi học xa hiện nay nhiều tuyến đường ở khu tái định cư đã xuống cấp đề nghị cấp trên có kế hoạch bố trí nguồn vốn để nâng cấp để đảm bảo cho người dân thuận tiện trong đi lại sản xuất. Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, tại hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu kiến nghị đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương những vấn đề liên quan trực tiếp đến nhân dân như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân, xử lý rác thải nguồn nước sinh hoạt, chuyển đổi đất rừng sang đất rừng sản xuất để cấp cho nhân dân. Các tuyến đường nội đồng đã đưa vào sử dụng nhưng đến nay chưa làm cống cho nhân dân đi lại sản xuất. Có các chính sách hỗ trợ thêm tiền phụ cấp cho các chi đoàn, chi hội đề nghị cấp trên thực hiện chế độ chính sách theo quyết định 64 của chính phủ. Sau khi lắng nghe các ý kiến của nhân dân với trách nhiệm của mình, các đồng chí lãnh đạo huyện, xã Thọ Điền và các phòng ngành liên quan đã tiếp thu và giải trình làm rõ trả lời trực tiếp các vấn đề mà người dân quan tâm theo lĩnh vực mình phụ trách. Một số kiến nghị vượt thẩm quyền xã Thọ Điền tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, để trình đề xuất với các cơ quan cấp trên xem xét trả lời trong thời gian sớm nhất phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn thanh sơn phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh việc tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân là điều kiện thuận lợi để người dân được đóng góp ý kiến tới các cơ quan chức năng tăng cường hiệu lực hiệu quả hoạt động quản lý của cấp ủy chính quyền địa phương trên cơ sở những ý kiến kiến nghị đề xuất của nhân dân các thôn hòa thị ngân móc thôn đăng thôn kiều đồng chí nguyễn thanh sơn Phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cũng đã thông tin làm rõ một số nội dung theo thẩm quyền, đồng thời đề nghị xã Thọ Điền, các phòng ngành chức năng tiếp thu đầy đủ các nội dung nhân dân phản ánh, trả lời rõ ràng cho người dân những vấn đề thuộc thẩm quyền và có phương án để xử lý rứt điểm không để kéo dài. Xã Thọ Điền cần rót rết kiểm tra các nội dung theo kiến nghị của người dân, đặc biệt là lĩnh vực đất đai, rác thải, các hộ sản xuất chăn nuôi làm ảnh hưởng đến môi trường, nước sinh hoạt của vùng tái định cư một số kiến nghị ngoài thẩm quyền của huyện thì huyện sẽ tiếp thu và đề xuất với cấp trên xem xét giải quyết